Xin chào các bạn đang xem kênh Trên những con đường của mình nha. Hiện giờ là 9 giờ tối. Mình đang có mặt ở công viên Gia Định. Hôm nay mình làm một cái video về ban đêm nha các bạn, để ghi lại những cảnh sinh hoạt về ban đêm của người dân Sài Gòn ha. Một Sài Gòn như mọi người vẫn thường nói, Sài Gòn hoa lệ các bạn. Để hôm nay xem Sài Gòn hoa lệ như thế nào ha. Đây là công viên Gia Định, một cái công viên rất là to, rộng. Một cái địa chỉ mà được rất nhiều bạn trẻ tìm tới để chơi các trò chơi sinh hoạt tập thể ha. Lâu lâu mình thấy còn mấy cái bạn nhóm nhảy relax mode gì đó, hoặc là mấy ông các cụ tập dưỡng sinh đây rất nhiều các bạn. Đó, đây là một người bố chở con trai đi dạo, rất là tình cảm ha các bạn. Đó, từ xa xa mình thấy có một ông lớn tuổi nằm ngủ trên một chiếc xe ba gác xích lô các bạn, ngoài đường một chiếc xích lô ha. Những mảnh đời bất hạnh các bạn. Thì ý nghĩa của câu Sài Gòn hoa lệ thì có một số người, những bác lớn tuổi thì chắc biết, còn một số bạn trẻ cũng chắc cũng chưa hiểu ý nghĩa của câu này ha. Sài Gòn hoa lệ, hoa là tượng trưng những cái gì tốt đẹp, lệ lại là nước mắt đó các bạn. Thì người ta như nói là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo đó các bạn. Để mình đi hôm nay mình đi vòng vòng mình xem cái nhịp sống hôm nay Sài Gòn hoa lệ ban đêm thì được bao nhiêu hoa, còn bao nhiêu là lệ các bạn. Khu vực này là công viên rất là đông vui rồi, nhưng mà là đâu đó mình vẫn thấy những cái cảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư không có chỗ ở, phải chọn con đường làm nơi sinh hoạt ăn ở luôn các bạn. Tuyến đường này thì nếu các bạn chạy thẳng vào thì các bạn sẽ vào lại về lại khu đường Bạch Đằng các bạn, bằng đường phải thì đường về mấy đường Hồng Hà gì đó, ra đường Bạch Đằng ha, để về sân bay ha. Trong đây tập trung rất nhiều mấy cái trường của ngành hàng không các bạn, trường đào tạo mấy tiếp viên hàng không gì đồ, trường nói chung là trong bay vòng vòng ở trong khu vực này rất nhiều mấy cái nơi tập trung cho ngành hàng không ha. Mà xa xa mình thấy trước mặt là có hai chiếc công an đi tuần, họ có đồ nghề xịn, họ đeo máy quay trên nó đó các bạn. Thì cái dụng cụ đó nó dễ quay lắm các bạn, thì gắn trên đỉnh nón ha thì nó cao, khi mình xoay đầu thì nó cũng rất là dễ để ghi hình các bạn. Còn mình thì mình quay phim thì mình chưa có mua cái mấy cái thiết bị đó được ha. Không phải kinh tế nó khó khăn lắm các bạn. Mua đồ mà không tốt thì quay không có đẹp các bạn. Mà mua đồ tốt mà cũng khá là tốn tiền, khá là mắc tiền ha. Nên mình chỉ trang bị là một cái điện thoại mình gắn thẳng ở trên ngực áo mình là mình đi quay các bạn, cho nên nhiều khi mình quay thì chỉ được một hướng gốc thôi, mình không có quay được nhiều hướng gốc các bạn. Các bạn xem kênh của mình, ủng hộ cho kênh mình, bấm nút like đăng ký share để cho kênh mình được YouTube nó phát triển thêm, được nhiều người biết tới, để mình làm thêm những video hay hơn, đẹp hơn các bạn, mình đầu tư thêm nhiều thiết bị để mình quay phim quay hình nha các bạn. Con đường mình đang đi là tên là đường Đào Duy Anh ha. Thì cái con đường này là một con đường thường xuyên vắng vẻ các bạn, không phải ban đêm ha. Nãy giờ mình đi con đường này ngang thấy đường rất là vắng vẻ ha. Thì con đường này mình thấy nó cũng ban ngày cũng vắng quanh năm mà các bạn. Đó, con đường này mấy đông vui nè, con đường này tên là Hồ Văn Huê ha. Một con đường chuyên về áo cưới đó các bạn, chuyên mua về áo cưới hoặc là những cái gì mà phục vụ cho mùa cưới đó các bạn. Thì con đường này tập trung rất là nhiều hoa
mình thấy có rất nhiều cửa hàng lớn lớn tập hai bên vẫn còn mở cửa nè, đó cửa hàng như cái bên trái đó, một cái cửa hàng rất là lớn luôn nè. À, bây giờ là hơn 9 giờ tối ha, và đa số thì nhà cửa hai bên đường, những cửa hàng buôn bán kinh doanh bình thường thì người ta đã đóng cửa, người ta đi về hết rồi các bạn, để lại một vùng trời tới tối cho Sài Gòn ha. À, có một trước mặt mình là một chú xe ôm công nghệ chạy đi lang thang tìm cuốc tìm đơ các bạn. Dạo này kinh tế rất là khó khăn, các bạn thấy nãy giờ mình thấy nhiều nhất hai bên đường là các bá tài công nghệ ngồi chờ khách ha, chờ đơ, chờ, không phải nó đúng là phải chờ nổ cuốc các bạn. À, bên tay phải mình là một cái nhà hàng khách sạn rất là to. À, bây giờ là vắng que thì có nghĩa là hôm nay họ không có cái tiệc cưới nào tổ chức ở đây các bạn, chọn khúc này đường tới thu luôn. Khúc này tiết kiệm điện, hao đèn, hai bên đóng cửa nghỉ hết các bạn. À, hơi tối ha. Đó, thấy trong những cái góc có rất nhiều các bạn sơn công nghệ ngồi. Đó, nọ cái chỗ đèn đỏ này không, mình đếm lơ một lượt thì thấy rất nhiều sơn công nghệ đúng không các bạn. Ở phía trước mặt mình là một căn nhà dán chi chít cho thuê, nhà cho thuê quá trời luôn. Ồ, đây có một cái căn nhà nó hình cái cà chua rất đẹp các bạn, rất độc ha. Lâu thấy một cái thiết kế cũng khá là hay. Ở đây là đường rây xe lửa nha các bạn. Đường rây xe lửa Bắc Nam ha. À, cái mỗi lần mà sắp tới thì đây người ta sẽ rào đường lại ha. Đó, bạn thấy ở đây trời ơi, một cái nhà. Thì cái con đường này là con đường Hà Nhân Thụ các bạn. Cái con đường này thì chuyên mua bán xe máy ha. Khúc này là chuyên mua bán xe máy các bạn. Xe máy cũ chủ yếu ha. Mình cũng thấy đó, người ta dán bảng cho thuê bằng quá trời luôn kìa. Tình hình mua bán xe, nói chung là tình hình mua bán kinh doanh bây giờ cái gì nó cũng khó khăn các bạn. À, xe máy, nếu như mấy dòng xe mình đang nói xe máy thì mình nói xe máy ha. À, mấy cái chiếc Honda Vision hồi trước dịch vừa hết dịch các bạn, nó tăng giá rồi là tăng đột biến các bạn, như xe từ 30 mấy lên 50 mấy chiếc Vision á, thế mà cũng có người ta mua các bạn. Ủa, ông ào đó như tâm tư luôn ha. Qua sang năm nay thì nó thậm chí nó còn một số đại lý nó còn bán thấp hơn giá đề xuất nữa các bạn. Thật sự mình không hiểu đó, người ta nghĩ gì mà người ta mua chiếc Vision lên được 50 mấy triệu các bạn. Chiếc Vision 50 mấy triệu cố thêm chút nữa là mua gần được mà cũng không được. Với mô này nó cũng tăng giá đến 70 mấy lần các bạn. Cái thời kỳ đó mình là giống như không đá, nó là do khan hiếm hàng ha, sau dịch khan hiếm hàng gì đó, thế là tha hồ đẩy giá luôn các bạn. Mà dân mình cũng chịu không mua các bạn, mặc dù đa số mình biết là toàn là đi mua trả góp không mà, chứ họ đó vừa mới hết dịch xong có tiền đạt đâu mà mua các bạn. Tạo một cơn sốt ảo vệ sinh, xe vệ sinh. À, bây giờ thì mấy cái hét nó đã xuống giá rồi. Có nhiều xe thì bán dưới giá đề xuất của hãng Honda luôn các bạn. Hồi một cái quán bên đây, mình thấy một cái quán nhậu bên đây. Mình thấy không còn một khách luôn các bạn. Có mấy người ngồi phía trước là toàn là nhân viên của quán không à. À, đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước mặt mình là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn. À, con đường mình đang đi là con đường tên là Trần Huy Liệu ha, nãy giờ mình quên giới thiệu cho các bạn nữa.
đường Trần Huy Liệu. Đây là khu vực thuộc quận 3 ha. Bữa tối thì đường xá thì nó cũng giờ này thì đường xá tất nhiên vắng vẻ rồi bạn, đa số người ta ai đi về hết rồi. Mình chỉ coi xem nhịp sống sinh hoạt của những người bây giờ, mà nếu là lao động thì chỉ có những người lao động bình dân phổ thông người ta mới lao động giờ này thôi các bạn. Thế còn những người Sài Gòn hoa đó, những người mà có hoa thì giờ này người ta đã đi về nhà, một là sinh hoạt với gia đình, không thì đi ăn đi nhậu đi chơi, tập trung những chỗ ăn chơi đó là các bạn. Bên tay trái mình là bán hủ tiếu xám chín các bạn. Đó, các bạn thấy hủ tiếu năm vàng xám chín tại cái tên biển hiệu nhìn nó liên tưởng với những điều mình là lớn rồi, tại vì mình lớn rồi mình kinh nghiệm nên liên tưởng đến điều nó không không có trong sáng các bạn. Và bên tay trái là một cái dãy nhà, để nhà bỏ trống nè các bạn, qua một cái mặt bằng to đùng luôn các bạn. Bên đây là một cái shop bán phụ kiện điện thoại không một bóng khách luôn. Giờ này mà nói chung là chỉ còn khu ăn uống thì mình nghĩ còn những khu vực ăn uống á, thì đông vui thôi nha, tại giờ này giờ tối khuya thì người ta đi ăn uống nhiều các bạn, nhất là nhậu. Cái này thì là một trong những cái mà cũng không đáng tự hào gì của người dân Việt các bạn. Thường người Việt mình theo một chỉ số trên kinh tế, trên báo thế giới luôn các bạn, thì người Việt uống bia tiêu thụ số 1, số 2 thế giới luôn đó các bạn. Đó, giờ là giờ mưu sinh của người lao động. Đó, nơi đây những người lao động người ta buôn bán ngoài đường đó, hoặc những cô chú anh chị làm công nhân vệ sinh bắt đầu đi quét đường đó các bạn. Bây giờ mình bắt gặp là rất nhiều cảnh các anh chị làm công nhân vệ sinh ta làm việc ha, thậm chí ngay đầu clip của mình là mình có một cái chị đang làm vệ sinh quét đường ở trên công viên gia đình đó các bạn, một công việc thầm lặng nhưng mà rất là quan trọng ha. Mình đã về nên cúp này là đường Trần Quốc Thảo các bạn. Và cái FPT shop này không có một người khách luôn các bạn, rất là tiếc, là tại vì như mình nói bạn hồi nãy, tại vì camera của mình bắt cố định vào người mình rồi, mình không có thể xoay để mà quay quay bên trái bên phải được các bạn, mình chỉ quay được một hướng thẳng thôi ha. Những quán cà phê bên đây, quán cà phê rất là to rất đẹp. Mình theo mình nhìn vô thì mình thấy cũng không có khách các bạn. Quán xá bây giờ thì 9 giờ khuya thì cũng có thể hát bài phố đêm về đó các bạn. Phố đêm đèn mờ dân dân màu trắng như vì sao các bạn, một bài hát rất là hay. Những cái bài hát mà hát miêu tả về Sài Gòn thì chúng ta phải nghe nghe và tìm lại những bản nhạc những thời mà năm của những ca sĩ thời 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 nhạc vàng thì nghe mới ấn tượng, những bài bolero nghe mới nó thực sự mới có độ phê các bạn. Những bài hát nhạc trẻ bây giờ sao chả có bài nào mà hát hát về Sài Gòn mà nghe mình cảm giác xao xuyến lưu luyến được cái gì đó. Và hát bài phố đêm đèn mơ răng răng màu trắng như vì sao, sao nó khúc gì mình quên ha, nhưng mà nghe nó một cái gì đó rất thân thương, rất là quen thuộc. Đèn đèn thì đèn đèn thì đèn vàng các bạn, phố đêm đèn vàng ha. Dạ, mình đang con đi trên đường Bằng Sa, Trường Sa gì đó mình. Con đường này mới cứ lộn tên đường hoài các bạn.
mình chỉ biết khúc này mình thường mình kêu gọi luôn là đường Trường Sa Hoàng Sa đi cho chắc đúng ha, là nhiều bạn nhiều bạn bắt bẻ mình. À, quán này là quán khè xiên khè, đường kênh khúc đường Hoàng Sa Trường Sa kênh như là Thuyền Nghè này thì dạo gần đây mình thấy mình biết thì mua bán cũng không được tốt, cho nên người ta trả mặt bằng rất nhiều các bạn đó. Nhưng mình đang đi ngang qua một cái chỗ bán quần áo nè, thì hôm qua không thấy một khách nào đâu các bạn. Quán chỗ bán lẩu cá thì đông nè. Đó, mình đang đi xuống dưới một trong những con đường gọi là ăn nhậu. Ồ đúng rồi đó, mình chưa kịp nói, bạn có thấy phía trước đèn đốm người quá trời nè. Đó, một cái đường ăn nhậu, ăn uống và ăn nhậu nổi tiếng của quận 3. Đó chính là đường Rạp Bùng Binh nè các bạn. Quá trời luôn. Nãy giờ đi lang thang, nãy giờ mới thấy được một cái nơi mà nó đông vui, náo nhiệt, đúng chất ý nghĩa là Sài Gòn ăn chơi các bạn. Thì đó, thì trước giờ người ta vẫn nói là Sài Gòn nơi để ăn chơi mà các bạn. Thì phải như vậy nè các bạn, đó phải thấy người ta tụ họp ăn uống gì thì mới thấy được một thành phố năng động phát triển ha. Đó, quá trời gõ, quá trời luôn. Trời ơi, quá trời luôn. Ở bên cạnh những người ăn dơ thì có những người mưu sinh, người ta buôn bán và cái bánh mấy cái miếng cái gì họ ché gì đó các bạn, ché rồi ba mấy bịch bánh tráng, bánh phồng, mấy bịch đậu phộng đứng đó kế bên quá trời luôn các bạn. Sống mưu sinh các bạn. Wow, bạn thấy cái phía trước mặt mình là một shop quần áo, không một người khách luôn các bạn. Đó, hai bà chủ, chắc hàng bà chủ ngồi nói chuyện hóng gió. Khúc đường Rạp Đình này nếu bạn đi thẳng xuống dưới là đọc đường các bạn tháng 8 ha. Và chúng ta chỉ được rẽo phải ha các bạn, không được rẽo trái các bạn. Rẽo trái chỗ đó có một cái biển cấm rẽo trái mà để cho một cái vị trí cũng khó rồi, nhìn lắm các bạn. Các bạn không biết tới đâu rẽo trái thì sẽ vi phạm luật giao thông ha, và phía trước sẽ cũng thường xuyên là sẽ có mấy anh giao thông đi phạt ha. Cho nên đến đây chúng ta bắt buộc phải quẹo từ ngã tư này các bạn, chứ không được đâm thẳng xuống các bạn tháng 8 luôn các bạn. Quán nhậu 131. Ồ, một cái quán rất là cũng khá là sang trọng. Nãy mình đi ngang một cái nhà cũng dạng siêu mỏng các bạn. Bạn thấy chỗ cái mũi tàu đó, cái già đó mà ngang chắc chưa tới 2 mét nữa. Bởi vì già bị sâu vô chưa được 2 mét nữa. Đường xá rất là vắng các bạn. Đó, đây có một cái hai quán cà phê của một bạn trẻ ngồi ha. Ồ, phía trước thì đông nè. Đây là ngã 6 Dân Chủ ha. Phòng xe Dân Chủ gì đó các bạn. Rồi, mình đã đến về khu vực này là đường 3 tháng 2. Đây là đầu đường 3 tháng 2 các bạn. Một con đường rất là dài và cực kỳ đông vui, đông đúc. Và mình sẽ cho các bạn thấy một bộ mặt thật, một bộ mặt khác của Sài Gòn ở khúc đoạn đường này các bạn. Đó là đoạn đường này tập trung rất là nhiều người ăn xin, người vô gia cư nhỏ, mà thấy người bên tay trái mình, các bên tay phải mình bằng đó. Đó, quá trời luôn các bạn. Những người mà ăn xin vô gia cư gì họ tụ tập ở được khúc đường này rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Đó. Từ khúc này cho đến chạy dài xuống đường Lê Hồng Phong rất là nhiều ha, rất là nhiều người vui cư ăn xin, họ ngồi ở đây, họ ngồi bên mấy lùm cây, bên mấy bồn cây này các bạn, họ đợi những hội nhóm từ thiện đi ngang qua, người ta phát quà các bạn. Nhưng mà mình biết chắc chắn luôn, trong số họ đa số không phải ai cũng nghèo, tất nhiên cũng có một số người là nghèo ha, nhưng mà trong đó cũng không ít người là nhà cửa cũng đàng hoàng các bạn, họ làm nghề ăn xin các bạn.
lợi dụng sự thương hại của mọi người mà không làm gì, còn có nhiều người trẻ trẻ tuổi luôn ha, sau lưng họ có bán chỗ cái gì. Rồi cái xe cứu hỏa, cái xe cứu cứu thương nó hú còi khủng khiếp thiệt bạn. Đường 3 tháng 2 khu vực này thì bây giờ thì cũng rất là vắng vẻ, nhà cửa hai bên cho bản cho thuê quá trời. Bạn có thấy ha, bạn đi ngang qua mấy cái bản, nói chung giờ các bạn đi đó mấy cái bản cho thuê các bạn, kinh tế nó rất là khó khăn, mua bán ế ẩm, mặt bằng chịu không nổi. Mấy mặt bằng ở những khu vực này rất là mắc, đắt đỏ ha, từ vài chục đến vài trăm triệu một tháng chứ không có rẻ các bạn. Đó, bạn thấy là hai bên nữa đó, những người ta ngồi ta đợi đó các bạn. Đây có cái trung tâm học viện hành chính như ở đây, trước cửa là đa số cũng tập trung rất nhiều người ăn xin vô gia cư, người ta ngộ ở đây cũng đó chặn le luôn các bạn, đó ta le luôn á. Ở phía trước có bà nằm bà ngồi đủ thứ đủ kiểu cơ ha, đó cuộc sống Sài Gòn hoa lệ ha. Bây giờ mình thấy lệ rất nhiều các bạn, tình hình khó khăn này, với tình hình khó khăn mà nhà máy giải thể công ty cho công nhân nghỉ việc rất là nhiều, bây giờ đa số các công nhân người ta bỏ về quê cũng rất là nhiều rồi các bạn. Để lại một Sài Gòn bây giờ rất là tối thôi, tối thui luôn, tối giữa đường đen là nghĩa bóng các bạn. Các bạn có thể thấy là giờ mình ra đường cảm giác là xe cộ nó vắng thưa hơn hẳn mọi năm trước ha. Một phần là do một số lượng lớn người lao động người ta lại trở về quê hết các bạn. Thì Sài Gòn nó, nếu nói đúng ra thì dân Sài Gòn bây giờ chính gốc cũng có đâu có nhiều đâu các bạn, đa số là các dân các tỉnh lên. Đó một người, nói chung là quá trời người ngồi lăn xăng xin ngồi các bạn, đa số là người ở các tỉnh lên người ta làm việc là chủ yếu các bạn, rồi họ kéo theo gia đình bạn bè anh em lên theo, tạo nên Sài Gòn ngày càng đông đông đúc. Giờ dân số có thể lên 10 triệu người ở Sài Gòn này, trong khi toàn nước Việt Nam chưa tới 100 triệu. Vì Sài Gòn một cái tiểu đực nhỏ thôi đã hơn, đã 10 triệu người rồi. Bây giờ không có việc làm thì họ trả nhà thuê lại, họ trả phòng thuê lại, họ về quê lại thì để ở đó khoảng khoảng trống rất là lớn ở Sài Gòn các bạn. Từng lớp người lao động thì mới là người, những người tạo ra của cải và chức xã hội nha, tại vì họ trực tiếp làm ra sản phẩm hàng hóa mà. Hôm nào mình sẽ đi quay những khu lao động, những khu có nhiều công nhân đó ở bạn, để các bạn thấy cái tình hình là tuyến đường mình đi là tuyến đường Lê Hồng Phong nó dài các bạn. Tuyến đường này thì tập trung rất nhiều cửa hàng bán điện thoại ha, chủ yếu bán điện thoại các bạn. Và mình đã về tới vòng xoay Công Nông Binh rồi các bạn, hay còn gọi là vòng xoay ngã 7 ha. Video mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn. Đi một vòng Sài Gòn nha, để cho các bạn thấy Sài Gòn hôm nay hoa. Ồ trời, phía trước cho hai anh bộ gọi là bồ câu đứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video sau các bạn.